Dù trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chưa diễn ra, nhưng từ thời điểm này người hâm mộ đã rất nóng lòng được chờ đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về nước. Theo thông tin của chúng tôi, U23 Việt Nam sẽ về tới sân bay nội bài Hà Nội vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 1, tức là đúng một ngày sau trận chung kết. Tất cả người hâm mộ thì đều chờ đợi U23 Việt Nam sẽ mang chiếc cúp vô địch về nước, nhưng ngay cả khi họ không làm được điều đó, chắc chắn là vẫn sẽ được đón chào nồng nhiệt. Vì thế mà Liên đoàn bóng đá Việt Việt Nam dự kiến là sẽ đưa xe buýt 2 tầng lên sân bay nội bài để đón các tuyển thủ U23 Việt Nam. Chương trình đón các cầu thủ cụ thể sẽ do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi đón các cầu thủ từ sân bay về, xe buýt sẽ diễu hành về sân vận động Mỹ Đình. Và ở đây sẽ được tổ chức một gala hoành tráng bừng chiến tích đầy tự hào của những chiến binh áo đỏ. Sở dĩ có kế hoạch này là cũng bởi vì đông đảo người hâm mộ cho rằng cần phải chào đón các chiến binh áo đỏ, ca khúc khải hoàn trở về bằng xe buýt hai tầng môi trần, diễu hành qua nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội để người hâm mộ có thể nhìn thấy rõ hơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ mượn chiếc xe buýt hai tầng của công ty trường hải nếu bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng ý thì sẽ lập tức chuyển từ chu lai quảng nam ra hà nội liên đoàn bóng đá việt nam vff cũng đang chuẩn bị những phương án đề phòng như hôm đó thời tiết không tốt có thể sẽ có mưa hay lạnh